Hôm nay tụi mình đi đến nhà bạn chơi đó mọi người. Thì cách chỗ tụi mình ở thì cũng không có xa lắm, cỡ 2 cây số thôi. Gia đình anh chị này, chị ấy là người Trung Quốc và chị rất là thích chăm sóc khu vườn mọi người. Lần trước mình có đến đây rồi, mình có quay mấy con bò ở trong một cái video nào đó, một video rất là ngắn thôi. Mọi người cùng tiếp tục theo dõi video để xem khu vườn cũng như là cái trang trại của họ như thế nào nha. Đến rồi nè mọi người ơi, mọi người thấy khu vườn nhìn đẹp không? Nhìn rộng rãi, thoáng mát và xung quanh chủ yếu là bạch đàn. Vừa đến xem may quá được thấy con công rừng rồi mọi người ơi. Lúc nãy mình có hỏi là con này là con công nuôi hay là con công rừng thì chị ấy nói là con công tự nhiên đó mọi người. Mình đứng cả buổi để mình canh me xem nó có xòe đuôi hay không đó. Nhưng mà nó không có xòe mọi người ơi, chắc chờ lâu lắm luôn á. Nên mình chỉ quay được mấy cái khúc nó đi qua đi lại, đi qua đi lại khu vườn thôi. Mấy con công này chắc là nó thích những cái khu vườn đẹp hay sao đó mọi người. Mà thấy nó đến đây nhìn cái khu vườn nó sinh động lắm luôn á. Peugeot 207 is a little one with a hatchback. Had four doors, but the back was. Khu vườn làm theo kiểu như khu nghỉ dưỡng gì đó mọi người. Xung quanh có nhiều bàn ghế để đi đến đâu cũng có ghế ngồi hết. Trồng thêm mấy cái cây cao dừa kiểng. Ngồi ở trong nhà gió mát lồng lộng, ngắm ra nhìn khu vườn cùng những cây cao kiển, gió đung đưa đẹp mắt. Cùng với đó là xa xa có những chú bò đang ở trong trang trại đó mọi người. Xung quanh nhà thì chỉ treo lủng lẳng những cái chuông gió, rồi những cái giỏ hoa, giỏ cây kiển, nên nhìn phong cảnh thật là nên thơ ha mọi người. Thỉnh thoảng cuối tuần thì mọi người hay rủ nhau đến nhà chơi. Và khi mà đến chơi như thế này thì mình thường hay tự đem theo nước uống và mang theo đồ ăn để mỗi người góp một món ăn vô làm cho bữa tiệc sinh động hơn đó mọi người. Hôm nay thì mình đến đây mình mang theo chả giò Việt Nam, vừa ăn vừa uống bia và nói chuyện tán dóc rồi mọi người, rất là vui. Khu vườn trồng nhiều loại sen đá khác nhau và cũng như các loại hoa khác. Hiện tại là đang mùa xuân nên là hoa nó cũng đang bắt đầu nở ra. Chị cũng mới làm cái khu vườn này cũng không có quá lâu mọi người, nên là những cái cây hoa này nó vẫn còn đang nhỏ nhỏ thôi. Chỉ trồng mấy chòm bông như thế này luôn đó mọi người. Nhìn như là ở trong công viên luôn vậy á. Sen đá chỗ này chỉ trồng dưới đây cũng nhiều nè mọi người. Nhưng mà hiện tại nó đang còn nhỏ thôi, nó chưa có lớn và lan tỏa đều hết xung quanh nên nhìn vẫn còn hơi trống. Thank you.
Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video nha. Nếu mấy bạn yêu thích hãy cho mình một like, đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo nha mọi người. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào video sau.